Đây, hôm nay mình quay cho anh em. Đây là một cái con xe mình không có bán nha. Xe này khách từ lúc mua tới giờ là gần năm rồi. Là mình nhận người cũng là một người anh em. Mình nhận bảo trì, bảo dưỡng full hết. Từ rửa xe tới tất cả mọi thứ luôn á. Từ mọi thứ cho anh em luôn. Đó, thì mình sẽ quay cho anh em cái công sức, gọi là cái công sức mình bỏ ra thì mình sẽ được những gì. Đó. Thì có nhiều anh em sẽ nói là con xe thôi mà làm gì kỹ dữ vậy, chỉ là con xe đi lại thôi làm gì mà kỹ dữ vậy. Đó, thì bây giờ mình nói luôn, thì đây là cái xe chơi. Thì xe chơi á, thì là mình trưng bày hoặc là mình đi lại, nó thể hiện cái bộ mặt của mình, thì nó phải đẹp đẹp thì ra đường người ta mới thích chứ anh em. Và cái mà anh em bảo dưỡng kỹ càng, giống như một người người bạn của mình đây, thì mình bảo dưỡng kỹ càng thì nó sẽ được cái gì, sẽ được cái gì? Thứ nhất là thấy anh thấy không, vàng sơn rất là ok. Cục máy nè anh em. Đó, nói chung là nếu như mà mình nhận một cái xe này mình bảo dưỡng như vậy á, từ A đến Z, rồi nhớt nhau, rồi nước mát, rồi nước máy, rồi rô đai, mọi thứ luôn, thì nó sẽ khác nha anh em. Thì nó sẽ khác. Xe này chưa lau thôi nha, mới rửa xong là chưa có lau lại là cái gì hết. Đó, thì cái cục máy nó sẽ như vậy, nó sẽ mới, nó sẽ ngon đẹp như vậy cho anh em. Đó, anh em thấy chưa? Đó, phục nè, chuẩn bị là chút mình lau lau đi bi lau cho nó khô em. Đó, chuẩn bị chút mình lau. Đó, anh em thấy không, rửa mới tinh. Mà mình sẽ chỉ cho anh cái bí quyết rửa thì nó cũng có gì đâu. Thì nếu mà muốn rửa xe này thì mình phải đào tạo một thằng nhóc nó rành về xe, nó rành những cái ngóc ngách xe, thì nó sẽ rửa xe đẹp hơn. Và cái dung dịch, cái quan trọng của mình nữa là cái dung dịch nha anh em. Cái quan trọng của mình nữa là cái dung dịch. Cái dung dịch thì anh em xài loại không có chất tẩy ít nhất có thể là được. Đó, anh em thấy không? Từ cái cổ bô. Đó. Cổ bô, ốp, mọi thứ là mình đều chà. Tại vì cái này là một người anh em cho nên mình phải bảo dưỡng kỹ đây. Gấp. Em thấy chưa? Đó. Gấp ốc. Từ vỏ, cái đuôi này là chỗ này nó hơi chảy miếng là do anh em đi bước lên bước xuống á, em thấy chưa? Đó. Mọi thứ phục nè, xe này thì không có bán nha, anh em vẫn còn đang đi rất là tốt nha, mà mình nhận bảo trì full cho bạn bè mình thôi. Quay cho anh em biết, nhiều anh em nói thì làm gì chiếc xe mà phải màu mè như vậy. Đó, sơn nè, đó anh em thấy không? Cái này là sơn zin nha anh em. Sơn zin thì cỡ nào chăm sóc cỡ nào nó cũng phải xét xét một chút xíu rồi nè, nhưng mà đừng để cho nó dơ là được. Đó anh em, đừng để cho dơ được. Đó, mới xịt dưỡng sơn, anh em thấy không, tay nó đâu có dính gì đâu anh em. Đó, còn nó xét là sơn zin là do dịch mình để lâu quá thì nó sẽ xét. Đó, cục máy nè, thấy chưa? Đó, con này là con CBR 250. Đó. Và bí quyết rửa thì nó cũng đơn giản thôi anh em. Bí quyết rửa thì đây, để mình quay cho anh em luôn. Cái bí quyết mà rửa thì đơn giản, anh em có thể rửa tại nhà. Đó, nhưng mà nó sẽ hơi tốn kém một xíu. Bi tắt nhạc Bi ơi, tắt nhạc ở trong ơi, tắt nhạc trong. Bí quyết rửa cũng dễ thôi, mình phải xài vòi, và vòi áp suất nhỏ nhất có thể. Anh em có thể rửa tự tại nhà nha, mình có thể xài vòi áp suất nhỏ nhất có thể. Đó, anh em thấy chưa? Bây giờ cho anh em coi vòng. Này là bạn của mình thì từ A đến Z luôn, bố thắng hay là vỏ bất kỳ cái gì là bảo trì full hết con xe luôn á, làm full hết con xe này luôn á, là mọi thứ luôn á, có bị bất kỳ cái gì là mình làm được hết luôn á nha anh em. Này là chỉ làm cho anh em chơi thân rồi thôi, chứ làm ba dịch vụ này mệt lắm anh em à, cái dịch vụ nó xe này mệt lắm. Rồi thì không nói lan man nữa, đây sẽ là rửa.
thì rửa anh em nào có điều kiện á, thì mua cái máy, còn anh em nào không có thì thôi. Thì mình chỉ còn một cái dung dịch rửa xe đây, và nó rất là đơn giản luôn, không có gì khó. Nếu như mà anh em mà không có điều kiện á, chỉ cần cái này thôi, một cái bàn chải để chà ốc và một cái này để quét cho nó sạch, nó quét đi ba cái bụi đất cho nó sạch, và một cái bàn chải đánh răng để anh em chà những con ốc mà nó dơ á anh em, và thêm đó là dung dịch nha anh em. Đó, dung dịch rất là đơn giản. Còn khi mà anh em mà muốn ok hơn thì anh em sẽ mua thêm mấy cái vật liệu này, nó cũng rất là rẻ. Cũng như cái bàn chải này, anh em sẽ để vô cái bánh nè, cái tay nè, anh em sẽ để vô cái bánh, rồi anh em chà, chà lên chà xuống, chà lên chà xuống, chà tới chà lui, tà lụi tà lui đó, đó đó, anh em chà thì cái bánh mình nó sẽ sạch hơn ha. Cái này có cũng được, không có cũng không. Còn cái này mà không có, anh em có thể lấy bàn chải của ba má giặt đồ đó, anh em chôm anh em làm đó, rồi dễ thôi. Rồi cái này thì anh em để anh em chọt vô những cái góc, cái góc khó vô á đó, đó, chứ không phải mấy cái góc kia nha, không, cái góc tròn tròn nha, cái góc này thì nó khó vô, mình lấy mình chọt vô. Rồi cái này thì nó dễ chà hơn. Cái những cái này á, anh em rảnh thì anh em đặt trên mạng, nó có rất là nhiều thì nó sẽ chăm sóc chiếc xe mình tốt hơn. Rồi còn cái này thì rửa thôi, cái này thì anh em biết nhiều rồi, cái này để rửa giày áo này cho nó phê nè. Còn cái này là để ví dụ như chuẩn trường hợp nào ấy thì mình cậy đất ra. Thì mấy cái này anh em có thể lên mạng tìm rất là nhiều, rất là dễ, nó rất là tiện lợi nha anh em nha. Thì nó không có gì khó hết, quan trọng là cái dung dịch. Dung dịch rửa sơn. Đây. Dung dịch rửa sơn. Mình có rất là nhiều loại dung dịch rửa sơn. Nó sẽ là từ bi cầm lên cho anh hai quay. Rất là nhiều dung dịch rửa sơn, cầm hai chai lên. Đây thì nó sẽ có là một những dung dịch từ mạnh tới yếu. Có nghĩa là từ mạnh tới yếu. Đây có rất là nhiều dung dịch rửa sơn. Tùy theo cái loại xe mà mình sử dụng, từ mạnh tới yếu nha anh em nha. Hình như cái chai vàng là chai mạnh nhất đúng không? Đúng không? Chai nào mạnh nhất? Chai này mạnh nhất. Chai này mạnh gì? Chai này mạnh cuối hả? Đó, thì còn một loại nữa rất là nhiều đó. Đó thì nó rửa tùy theo cái mức độ của xe mà mình áp dụng thì nó nâng cấp hơn. Còn anh em không được có thể anh em chỉ cần mua một cái chai Sumo. Sumo này thì ra tiệm tạp hóa nào cũng có bán anh em. Thì anh em có thể làm được rồi, nhưng mà nó chà nó sẽ lâu sạch hơn. Nên ra tiệm tạp hóa là cũng có bán, rất là rẻ, rất là ấy đó. Thì chỉ cần một xíu vậy thôi là anh em có thể gọi là bảo trì bảo dưỡng cái con xe của mình tốt, tốt nhất có thể. Rồi sau những cái bước bảo dưỡng đó là còn dưỡng vỏ, rồi dưỡng dàn áo này nọ, cái đó là thì anh em sẽ tìm hiểu sau. Còn đây là những cái cơ bản khi anh em rửa xe thôi, thì xe mà nó sẽ luôn sạch, mới, đẹp, đẽ. À, rồi thì mình có thúc clip ở đây ha anh em ha. Đó là những gì mình hướng dẫn anh em, nó rất là đơn giản, không có gì khó. Để rồi mình có được mấy con xe đẹp ưng ý. Đó. Xe đẹp thì ra đường người ta nhìn vô mình á, người ta cũng thấy mình đẹp, đẹp, gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất. Nhìn xe đẹp là biết đẹp trai rồi, thấy không? Đó. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ lau xe cho xong. Nó rất là đẹp và nó mình khi mà anh em nên nhớ một điều, khi mà lau xe anh em cũng lưu ý lau cho nó nhẹ tay, để cho nó khỏi xước lông mèo hơn nè. Nhẹ tay lau một cái xe mình nó nhẹ tay nhất có thể. Còn cái bao tay thì anh em chịu khó anh em rửa cho người ta. Ví dụ anh em nào mà làm dịch vụ á thì chịu khó lấy bàn chải đánh răng á, anh em chà những cái kẽ nè, anh em chà những kẽ này để cho người ta sạch. Tại vì khi mà mình lái xe á, nó sẽ dễ đổ mồ hôi, khi mình áp ra dễ đổ mồ hôi. Và những cái này là mình phải tẩy nó hay dính vô đây lắm, nó rít, cho nên mình phải làm cho nó đẹp đó. Sơn chịu khó lau cực kỳ nhẹ thì chiếc xe của mình nó sẽ không bị xước lông mèo anh em thấy không. Cái xe này đương nhiên xe mới á, nó cũng bị xước lông mèo, nhưng mà những cái con này á thì mình cố gắng hết mức có thể hạn chế cho nó khỏi bị xước lông mèo anh em. Vậy thôi, đó là một cái kinh nghiệm của một người chơi xe chia sẻ tới cho anh em, chứ không có gì đâu nha anh em nha. Anh em tới mình thì anh em sẽ hiểu rồi, vui vẻ thôi. Kinh nghiệm có sao thì chia sẻ cho anh em vậy, chứ không có gì đâu. Anh em đừng có nghĩ suy nghĩ sâu xa là này lên mạng nó nói liên thiên, nó chỉ cái này nọ. Thực chất là mình chỉ là chia sẻ lại kinh nghiệm cho anh em bảo trì chiếc xe của mình tốt hơn,
đẹp hơn, xinh xắn hơn. Đó, nhìn xe nó sạch sẽ, mình cũng dễ chịu, mình cũng không có bực bội trong người. Đúng không anh em? Đó, về nhà mà xe gì thôi. Cái xe này là mình bao trọn gói hết luôn rồi đó. Cái này là bao trọn gói rồi. Từ kiểm tra nhớt, nước mát, rồi lọc nhớt, rồi bố thắng, rồi mọi thứ luôn. Nói chung nó có bất kỳ cái gì thì mình đều xử lý được hết. Mấy cái này rất là dễ luôn. Tại vì hồi ngày xưa là mình xử lý mấy con ngàn, mấy con khủng khủng không à, thì còn được. Mấy con này nó đơn giản lắm, không có gì khó. Phục xì dầu hay là cái gì cũng đều làm được hết. Nhưng mà chiếc xe phải trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể, tình trạng tốt nhất, tình trạng VIP nhất để mình đi cho nó sướng. Rồi. Rồi thôi nha, chào tạm biệt anh em. Anh em thấy những cái này hay đó, thì anh em nhớ đăng ký kênh và bấm cho một like và subscribe cho kênh của Minh Baker, để mình có nhiều cái hay để chia sẻ đến anh em nhiều nữa nha anh em, để có động lực hơn. Chứ anh em xem ít thì mình cũng không có nhiều động lực để chia sẻ cho anh em xem những cái clip như thế này. Rồi, thank you anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em. Rồi, bye bye anh em nha.